hello chào anh em chào mừng em đến với kênh youtube của điện việt nam mình là thành mình là Mi của điện việt nam chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha đây xin giới thiệu với anh em đây là phần uh, tủ hạ thế đây là kháng trong cái tủ hạ thế thì hiện tại anh em đang tiến hành uh, thí nghiệm định kỳ và vệ sinh bảo dưỡng trạm biến áp trong cái nhà máy sản xuất đây là phần tủ hạ thế giới thiệu qua với anh em chỗ phần này là phần kháng phần kháng trong cái dãy tủ tụ bù nhé kháng điện kháng điện trong cái dãy tủ tụ bù này nó có tác dụng đó là nó lọc sóng hài và bảo vệ tụ điện đây như mọi người đang nhìn thấy này kháng ở bên trên và tụ ở bên dưới những cái này là rất phổ biến trong những cái nhà máy sản xuất nha mọi người nha bên mình đi kiểm tra thường xuyên là là thấy những cái hiện tượng như thế này và thường xuyên là gặp những cái dạng tủ tụ bù kèm theo kháng những loại này nó sẽ đắt tiền hơn và cũng không ít nhà máy thì người ta chỉ sử dụng mỗi tụ không đương nhiên là cái chất lượng của tụ nó sẽ suy giảm và thay tụ người ta cũng phải thay thường xuyên luôn thay thường xuyên hay không ấy nó cũng phụ thuộc vào một phần nữa Nó là phần về tái đấy mọi người nó phụ thuộc vào cái đặc tính tái của từng nhà máy, có nhà máy người ta sản xuất uh, linh kiện điện tử, sử dụng nhiều đồ điện tử quá nó nhiều sóng hài quá. Nó là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến cái chất lượng của chất lượng điện của hệ thống và nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái phần tụ bù. Thì cái kháng này nó có nhiệm vụ nó là lọc những cái sóng hài đó để bảo vệ tụ bù. Ở còn đây là cái bộ điều chỉnh cái nhiệt độ trong tủ Anh em hôm nay thì đang tiến hành thí nghiệm kiểm định và vệ sinh bảo dưỡng chạm điện. Đây đằng sau mình quay đằng sau cho mọi người thấy này. Bộ này là bộ điều chỉnh nhiệt độ, nhiệt độ trong tủ. Cái này nó sẽ có phần sấy, sấy trong tủ cho mọi người nha. Bên mình đi kiểm tra thì cũng gặp nhiều. Thế còn đây là con át. Atomat còn còn, còn MCCB của là S anh em hay gọi là con Atomat đấy nhưng mà Atomat thì thường gọi cho những cái con nhỏ thôi còn nhiều khi anh em cứ đẫn lộn khái niệm con này là con MCCB nha mọi người nha tủ phân phối đây là cái phần tủ phân phối này tại vì cái điều kiện hoàn cảnh ngoài công trường thì quay video nó cũng không được đẹp cho lắm nên anh em thông cảm nhé đây là con LS 1000A. Đây là cái tủ tiếp địa. Đây, mở ra cho mọi người xem cái tủ tiếp địa bên trong này. Đấy, tủ tiếp địa. DJ mặc dù tủ tiếp địa thôi nhưng mà DJ cũng rất gọn gàng nha mọi người nhé. Về phần điện thì chúng ta phải nên gọn gàng. DJ gọn gàng và sạch sẽ thì cái phần mà tuổi thọ thiết bị nó sẽ lâu dài hơn ở cái phần tiếp địa này thì mình đang thấy có có anh em hay lỗi nhiều đó là về phần mà cái cái tiếp xúc của tiếp địa chưa tốt cái thứ hai nữa là cái hệ thống tiếp địa ấy, đóng cọc nó chưa chuẩn dẫn tới cái giá trị tiếp địa là nó bị suy giảm nhiều qua các năm có những hệ thống điện mình đi kiểm tra là không đạt là phải đóng thêm cọc và thiết kế mở rộng thêm còn đây là anh em đang vệ sinh đang lau chùi cái thanh cái đây là cái bộ đổi nguồn Bộ đổi nguồn trong tủ Còn đây là con ACB của Mitsubishi Chỗ phần này là phần cài đặt này Đấy, Cài đặt này, cổng test này Đây là phần thông số của con Mitsubishi Ok, thế nha anh em nha. Mình làm đây. Bye bye anh em. Nếu bạn thấy video bổ ích, hãy like và chia sẻ cho mọi người. Đừng quên đăng ký và ấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất nhé.